Em nói đi nào, vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai
tập cùng em. Có ai mà lại tin anh nói? Vì sao hơi hỡi cô nàng? Vì anh đã có ngựa vàng của anh. Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng mười. Vì em đây sẽ là người của anh. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta. Mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau. Rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi.